Vâng, chào bạn, tôi là bác sĩ Yên ở nha khoa Minh Châu và hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn một cái kỹ thuật, đó là kỹ thuật bẻ để dựng cái răng 6, răng 7 hoặc là răng 8 trong trường hợp là mất răng và cái răng sau nó bị nghiêng gần và nó đổ phía trước. Thì trước khi để kéo nó vào được hoặc là đi được cái dây cung chính nó từ cái cung bên này sang cung bên kia thì chúng ta phải dựng nó trước. Thì chúng ta mới thể kéo được những cái răng sau, răng trước lùi sau hoặc là kéo được những cái sau ra trước. Thì đây là một trong những cái kỹ thuật để hỗ trợ chúng ta kéo cái răng di gần và di xa. Thì để mà bẻ cái răng đấy, ví dụ như là giả dụ bây giờ ở đây là cái răng 6 hàm dưới này nó đang bị nghiêng gần. Thì đây là cái mà hay gặp nhất trong trường hợp mất răng 5 hoặc là trường hợp mất răng 6 thì răng 7 nó nghiêng gần. Thì để kéo được cái răng này thì di gần thì đầu tiên là chúng ta sẽ bẻ được cái dây này. Vâng, bẻ cái dây này thì nó cũng không có gì đâu ạ. Chúng ta sẽ có cái kỹ thuật bẻ nó đơn giản như này thôi. Tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn luôn. Vâng, chúng ta sẽ bẻ bậc đầu tiên đi xuống ạ. Bậc thứ hai khoảng 4mm là chúng ta bậc bẻ đi lên ạ. Ví dụ ở đây ta muốn dựng răng 7 thì cái vít nó còn răng 4 5 thì chúng ta sẽ bẻ cái bậc lên của nó là bẻ ở cái kẻ răng 4 5. Chúng ta sẽ bẻ lên trên. Trên cái dây cung chính đi từ răng 5 bên này sang răng 7 bên này chúng ta nên đi những cái dây cung to ít nhất là 17-25 hoặc là phải 19-25. Thông thường là tôi sẽ đi đến 17-25, sau đó thì một tháng sau thì tôi sẽ đi lên 19-25 để dùng cái dây cung to nhất để đảm bảo là cái việc là chúng ta giữ ổn định nhất ở cái răng sau. Sau đó chúng ta sẽ bẻ cái móc để nó móc vào cái răng cái dây cung chính. Để bẻ cái móc này chúng ta sẽ dùng cái kìm bẻ chuyên dụng là cái kìm tuyết 123 có một cái lòng 3 bậc và một cái lòng máng. Vâng, thì đây là cách mà chúng ta dùng để dựng cái răng này. Và để dựng cái này thì đôi khi chúng ta phải thêm lực tiếp bách ở phía xa của cái răng 7 này. Đây, chúng ta sẽ bẻ những cái góc này để giúp nó tăng cái lực để nó có thể dựng cái răng tốt hơn. Đây, và khi bẻ xong thì lắp vào thì trông nó giống như này. Các bạn có câu hỏi hoặc thắc mắc thì hãy inbox hoặc comment chúng tôi. Nếu các bạn không làm được thì hãy nha khoa để tôi có thể giúp các bạn.